Xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh của Thành Trung Invest. Và kết thúc phiên ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5, Index đóng cửa mức 1.240 điểm, giảm 4.52 điểm, tương ứng với 0.36%. Thanh khoản ngày hôm nay thì có cao hơn cải thiện phiên ngày hôm trước một chút, đâu đó lên quanh mốc 17,2 nghìn tỷ. Có 203 mã tăng, 13 mã tăng trần, 233 mã giảm điểm và có 7 mã giảm sàn anh chị em nhé. Và anh chị em thể hình dung luôn là đặc điểm của những cái mã tăng trần ngày hôm nay đa phần đến từ những cái cổ phiếu penny tăng rất là mạnh, cũng như là một số cổ phiếu như ST8, APG, DRH, rồi SAM, rồi vân vân. Rất nhiều những cổ phiếu mà có thanh khoản tương đối thấp và đã tăng trần ngày hôm nay, có tới 13 mã tăng trần. Đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo mình cũng đã nhắn cho anh chị em trong nhóm rồi, đúng không ạ? Nhìn qua một chút liên quan đến khối ngoại thì ngày hôm nay tiếp tục là một phiên bán ròng. Và nếu như anh chị em để ý thì khối ngoại hiện tại đã có 4 phiên bán ròng liên tiếp, và trung bình phiên bán ròng nếu như loại bỏ cổ của Vinhome thỏa thuận ra thì đâu đó bán ròng từ 500 cho tới là 850 tỷ. Ngày hôm nay là bán ròng 852 tỷ anh chị em nhé. Bán 125 Vinhome, bán 108 tỷ CTG, VPBank, Sacombank, HDBank, vân vân, TCH và một số những cổ phiếu khác. Tự doanh thì hiện tại đang chưa có số, mình chưa thể thông báo với anh chị em được. Và thanh khoản ngày hôm nay anh chị em thấy là cũng đã có một sự tăng tương đối nhất định một chút thôi so với phiên thứ 6 tuần vừa rồi. Nhìn lại một chút liên quan đến thị trường chung, anh chị em thấy rằng ngày hôm nay là một trong những phiên mà đã có cái nhịp điều chỉnh giảm điểm. Và anh chị em nhìn thấy cây nến ngày hôm nay là đa phần là có cái dấu hiệu giảm từ sáng cho đến chiều, tuy nhiên cái biến động nó không quá mạnh và cuối phiên cũng đã có lực cầu kéo lên, tuy nhiên cũng vẫn đang đóng cửa ở mức là 1.240 điểm, hình thành cây nến đỏ. Và ở cái vùng này là trong những cái vùng mình cũng đã thông báo với anh chị em từ trước đó rất là lâu rồi, đúng không ạ? Khả năng đây sẽ là một cái vùng phản ứng, sẽ là một cái vùng mà index sẽ cần có một cái thời gian xử lý cả, sẽ có nhịp tăng trước đó sẽ có nhịp chậm lại và sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Nhóm ngày hôm nay cũng gửi anh chị em thông tin là ba lý do khả năng thị trường sẽ bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Một là yếu tố liên quan nước ngoài, nó đã bán dòng liên tiếp là 4 phiên rồi. Cái thứ hai là index đã tiệm cận vùng cản chéo rất là quan trọng quanh 1.240 đến 1.250 điểm. Cái thứ ba đó là các những cổ phiếu đầu cơ hay penny đều đã chạy và ngày hôm nay có tới 13 cổ phiếu tăng trần. Thì vậy hành động sẽ là gì? Thứ nhất là thực hiện hóa lợi nhuận một phần đối với những cái cổ phiếu anh chị em đang có lại. Cái thứ hai là anh chị em có thể hạ bớt tỷ trọng những cổ phiếu đã kẹt ở giá cao, đúng không ạ? Cái thứ ba đó là anh chị em nếu có những cái tỷ trọng tiền mặt cao ấy, thì chờ đợi những nhịp điều chỉnh ngắn hạn tới của thị trường. Đó chính là cơ hội để anh chị em có thể gia tăng thêm vị thế hoặc là mở vị thế mua mới nhé. Rồi quay trở lại về thị trường chung, anh chị em thấy rằng cái khối lượng hiện tại ba phiên ngày gần đây nó có dấu hiệu xem nhau, đâu đó loanh quanh từ 16 đến 17 nghìn tỷ, và cái việc tăng trưởng của index trong cái nhịp này đã có sự dừng lại rồi. Và đây đánh dấu là phiên thứ 5 liên tiếp index đang có dấu hiệu đi ngang sideways quanh 1.240 đến 1.250 điểm. Rồi thì ngày hôm nay dòng tiền tập trung vào những nhóm ngành nào? Đa phần là anh chị em thấy đến từ nhóm banh ấy, là đa phần là có nhịp điều chỉnh, chỉnh mạnh nhất là HDBank 1.9%, hay như là CTG, Sacombank, Vietcombank, tất cả những cổ phiếu đa phần nhóm banh ấy thì đều có nhịp điều chỉnh. Chỉ có một số cổ phiếu mà mình đã chia sẻ top 2 ấy, thì ngày hôm nay nó đã có sự bật tăng, như VIBank là tăng 1.62% từ vùng nền dưới đi lên, hay như SHB cũng tăng nhẹ nhàng 0.43%, gần như là cũng không có quá nhiều biến động, hay như AIB. Thì anh chị em thấy là cái nhịp tăng ngày hôm nay đa phần đến từ những cái nhóm cổ phiếu của ngân hàng top 2 có những cái sự vận động yếu hơn thị trường. Và đây là một trong những cái nhóm mà chưa tăng quá nhiều. Hay như cổ phiếu top 1 thì có duy nhất MBBank là duy trì sắc xanh thôi, là quanh 0.22%. Hay như nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay cũng đa phần có những điều chỉnh đến từ những cái cổ phiếu chứng khoán lớn và một số những cổ phiếu nhỏ như MBS này, VDS này, AGR thì đều đã có cái nhịp tăng trên 1%. Như SI ngày hôm nay thì gần như là đi ngang, không có biến động quá đáng kể. ORS ngày hôm nay là một trong những cái ngày mà những anh chị em nào đã thực hiện quyền ý, thì ngày hôm nay đã giao dịch được cái quyền đó rồi, và cũng đã tăng nhẹ đâu đó 0.34% thôi. Ngoài ra thì đa phần là có nhịp điều chỉnh. Hay như nhóm thép ngày hôm nay là một trong những cổ phiếu anh chị em thấy bạn, những cái cổ phiếu thép nhỏ thì đều có nhịp tăng lại. Và Hoa Sen cũng đã tăng 1.7%. Thì trong phiên ngày hôm qua, trong video ngày hôm qua mình chia sẻ anh chị em là cái vùng này là cái vùng anh chị em có thể cân nhắc giải ngân dần trở lại được đối với cổ phiếu Hoa Sen khi nó đã có cái dấu hiệu cân bằng ở nền phía bên trên sau khi phục hồi từ cái đáy ngắn hạn quanh 18.919 và đã ở trên mức là hạ trung đường MA trung bình 200 ngày rồi. Nhưng một số cổ phiếu như GDA rồi MSR đa phần là những cổ phiếu nhóm thép nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thì nó đã đều chịu tăng trưởng. Còn ngày hôm nay có Hòa Phát, đúng không ạ? Hòa Phát ngày hôm nay giảm nhẹ 0.82%. Hay VGS ngày hôm nay đóng cửa mức tham chiếu vẫn đang duy trì một cái đà tăng tương đối tốt. Hay sang nhóm bất động sản thì ngày hôm nay chị em thấy tất cả những cái cổ phiếu của họ nhánh lăng, đúng không ạ, đều đã có nhịp tăng trần, đúng không? Hay như HQC đa phần là những cổ phiếu penny đều đã tăng. Còn những một số những mã chính như là TCH ngày hôm nay thì có nhịp điều chỉnh nhẹ.
Và nếu như mình đã chia sẻ với chị em rồi, TSAT có nhịp điều chỉnh sâu hơn đâu đó quanh khoảng 17.2 đến 17.3. Đấy là cơ hội dành cho anh chị em bắt đầu gia tăng thì vị thế dần được, bởi vì cái xu hướng hiện tại của TSAT vẫn đang duy trì rất là tốt. Như cổ phiếu Rick ngày hôm nay thì cũng đã có sự điều chỉnh, cuối phiên thì có lực cầu của vã ngược trở lại. Tuy nhiên anh chị em thấy cái khối lượng cũng đang có dự kiệt dần rồi. Như Phát Đạt mẫu hình tương tự cũng đang có áp lực điều chỉnh. Như Khang Điền rồi Lam Long ngày hôm nay thì đa phần cũng có những nhịp bán ngược ở cuối phiên. Và cổ phiếu cuối cùng là nhà Từ Liêm thì vẫn đang duy trì sắc xanh rất là tốt. Đây là một trong cổ phiếu nhóm bất động sản hiếm hoi vẫn đang duy trì được cái trend line tăng rất là mạnh. Sang đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp, anh chị em thấy là gì? ITA này đúng không ạ? Cũng rất là nhỏ đúng không? Tăng 4.41%, DHD tăng 2%. Còn đa phần những cổ phiếu khác như là gì? Phước Hòa, Đồng Phú, Long Hậu thì đều có nhịp chỉnh 1 đến 1.2%. Sang với nhóm đầu tư công ngày hôm nay lại có EBG tăng trần này, VC7 này, HBC này đúng không ạ? Toàn những cái cổ mà nhịp trước không tăng và rất là yếu thì ngày hôm nay nó tăng. Còn đa phần những cổ khác thì đều đã bị điều chỉnh, như Đạt Phương ngày hôm nay thì cũng có nhịp chỉnh nhẹ 0.7%, FCN 0.9% đúng không? CTD giảm 1.76%, vẫn đang duy trì cái form. Rồi sang tới với nhóm vật liệu xây dựng ngày hôm nay có một số cổ phiếu đáng chú ý như AA tăng 2.29%, phục hồi từ đáy đi lên rất là tốt, lấy lại được thị giá trên mệnh rồi. DRI tăng 1.57%, vẫn đang có cái quá trình đi sideways nền phía bên trên. BMB đúng không? Tăng 1.21%, GVR tăng 1.1%, đã phần phục hồi nhẹ nhàng thôi, không có quá nhiều sự biến động mạnh. Nhóm cơ sở hạ tầng giao thông thì gần như là có nhịp điều chỉnh, gần như sẽ có nhịp điều chỉnh. Rồi sang tới với nhóm dầu khí thì ngày hôm nay có một số cổ phiếu như GSP cũng tăng 1.58%. Cái mẫu hình của mã này ấy, mình đã chia sẻ rất tương đồng với PVP. Tuy nhiên là PVP nó đã tăng trước và nó gần như là anh cả dẫn trước rồi, thì GSP lặng lẽ theo sau. Cái form mẫu hình tương tự như vậy thì điểm mua đã chia sẻ cho em quanh đó 12.3, 12.4. Nhưng một số cổ phiếu vận tải như là VTO vẫn đang duy trì đà tăng. PVS ngày hôm nay gần như đi ngang, PVP thì tham chiếu này. PVD thì hiện tại chỉnh nhẹ thôi, chỉnh nhẹ. PVT ngày hôm nay thì cũng đã có cái nến đỏ đầu tiên sau chuỗi quá trình tăng đâu đó khoảng là 4 đến 5 phiên. Đến với nhóm hóa chất ngày hôm nay thì có cổ phiếu RMDP đúng không? Cổ phiếu nhỏ thì là gì? Tăng trần này, LAT tăng 3.37%, BFC tăng 2%. Ngoài ra một số cổ phiếu khác như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ thì đều đang có xu hướng chung là giảm. Đức Giang ngày mẹ giảm sau khi nó cục đầu lại vùng cái đỉnh lịch sử ở ngày 14 tháng 3, 15 tháng 3 thì nó đã có nhịp điều chỉnh trở lại rồi. Đến với nhóm thủy sản ngày hôm nay đa phần có nhịp điều chỉnh anh chị em nhé. Duy nhất có cổ phiếu PAN tăng 4% và đang có dấu hiệu ngấp nghé lấy lại cái đỉnh tháng 9, vượt qua đỉnh tháng 9. Đó, và cái nhịp vừa rồi giảm của PAN cũng tương đối lớn anh chị em nhé, giảm đâu đó khoảng 20% và hiện tại thì cũng đã có một cái nhịp vừa đâu đó khoảng 13-14% rồi. Hay như một cổ phiếu rất đáng chú ý mà rất nhiều anh chị em bị kẹt ở đây trong ngay cái nhịp này thôi, đó chính là ở cái phiên bùng nổ break qua vùng đỉnh trước đó là vùng 28 tháng 3. Tuy nhiên ngay trong phiên buổi chiều thôi là bị áp lực bán ngược trở lại rồi, đang chuyển từ tăng trần trở thành giảm điểm đúng không ạ? Và những anh chị em nào lỡ đu ở cái vùng giá này bắt buộc ngày hôm nay tín hiệu riêng cái phiên ngày hôm đó là khi anh chị em mua xong vào chiều nó giảm như này là cho thấy tín hiệu tương đối xấu với cổ phiếu, và khi cửa hàng về thì cân nhắc là cơ cấu lại danh mục nha, cơ cấu lại hãng tỷ trọng đi, bởi vì hiện tại đây một trong những pha bull trap kinh điển của Vĩnh Hoàn vô rất là lớn anh chị em nhé. Rồi đến với nhóm may mặc thì ngày hôm nay có một số cổ phiếu như VGT cũng đang duy trì tăng nhẹ nhàng 2.2% thôi, vẫn đang có một cái form tăng rất là khủng khiếp ở trong đoạn này. Có thông tin liên quan đến thoái vốn hay là view cũng tăng 0.61%. Cái điểm mua ngày hôm nay thì cũng đã loanh quanh ở vùng nền phía bên trên này, như sợ thế kỷ ngày nay điều chỉnh giảm. Tuy nhiên cũng đã có rượu rụt chân khi test lại MA20 và MA200 rồi. Hay như một số cổ phiếu như Mai Sông Hồng giảm 1.42%. Mai Sông Hồng mình có chia sẻ anh chị em trong nhóm đấy. Nếu nó có nhịp retest sâu về đâu đó khoảng 46.3, 46.4 đi cùng với nhịp điều chỉnh chung thị trường thì đây cũng là cơ hội dành cho anh chị em có thể bắt được đối cổ phiếu này khi mà nó có câu chuyện liên quan mở rộng nhà máy ở bên phía Ấn Độ. TNG cũng đang tăng 0.45%, phiên sáng tăng rất tích cực nhé, sau đó thì tiệm cận lại đỉnh cũ thì đã có được bán được trở lại rồi. Và cho đến đây một trong những cái vùng mà có nguồn cung tương đối lớn và chưa dễ dàng để cổ phiếu vượt qua. Cuối cùng đến với nhóm bán lẻ ngày hôm nay đa phần là nhịp điều chỉnh, chỉnh mạnh nhất là FRT chỉnh 2.25%, cuối phiên có áp lực mua ngược trở lại lấy lại nền phía bên trên. DGW chỉnh 1.32%, khả năng cao sẽ test lại về vùng nền dưới thì cũng là cơ hội dành cho anh chị em. MWG vẫn đang loanh quanh vùng đỉnh phía bên trên, test lại vùng đỉnh tháng 9. Đó, nhìn chung ngày hôm nay thì đa phần là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp tăng ấy đến từ những cái cổ phiếu nhóm penny, những cổ phiếu vốn hóa nhỏ đúng không? Còn đa phần những cổ phiếu đã tăng mạnh trong cái nhịp trước phục hồi của thị trường từ 15 đến 20% thì đa phần có nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên góc nhìn của mình trong giai đoạn hiện tại, anh chị em nhìn qua một chút liên quan tỷ giá nhé. Thì hiện tại tỷ giá sau cái quá trình mà nó đã có nhịp điều chỉnh giảm điểm khi có một số cái can thiệp nhất định của thị trường của ngân hàng nước thì hiện tại nó đã quay trở về cái vùng trần của ngân hàng nước rồi, quanh 25.400. Thì dựa vào một số nguồn tin mình cũng có biết được đó là
cái hành động của ngân hàng nước sắp tới nó sẽ là gì? Họ sẽ không nâng lãi suất nữa, họ không nâng lãi suất lên mà họ sẽ bán đô ra nếu như mà thực sự đó là cái nhu cầu của thị trường để can thiệp trực tiếp vào tỷ giá chứ không can thiệp bằng việc là nâng lãi suất nữa. Đó. Thì khả năng nếu như mà ngân hàng nhà nước không nâng lãi suất nữa thì họ sẽ có hành động rằng sẽ đợi Fed đến khi nào bán đô, đến khi nào mà Fed sẽ có cái dấu hiệu khả năng cao tháng 9 sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên thì khi đó tỷ giá mới bớt căng thẳng. Được không ạ? Thì cái góc nhìn của mình là hiện tại về hành động thị trường ấy thì trong cái quá trình tăng phục hồi từ đáy đi lên bây giờ là khoảng 7% thì thị trường rất cần có một cái nhịp điều chỉnh là điều mình hết sức bình thường, có thể tạo một cái đáy hai ngắn hạn đâu đó quanh mốc 1.200 điểm, có thể tích lũy đi ngang một thời gian sau đó sẽ có nhịp bật tăng. Thì những nhịp điều chỉnh về vùng nền dưới này thì rất nhiều cổ phiếu anh chị em đang vào tầm ngắm mà chưa có điểm mua, thì đây cũng chính là cái cơ hội để anh chị em lựa chọn cái điểm mua cổ phiếu khi có nhịp retest lại vùng nền dưới thì điểm mua đó nó sẽ có sự an toàn hơn, và khi retest lại lần hai thì cái xác suất đảo chiều nó sẽ cao hơn so với việc anh chị em đu ở những vùng giá cao như thế này. Thực sự là nếu như thị trường mà nó không có những nhịp điều chỉnh ấy, thì để mà nói thì tìm kiếm những điểm mua của cổ phiếu trong nhịp tới nếu như anh chị em bỏ lỡ qua nhịp phục hồi này thì tương đối khó anh chị em nhé. Rồi lần nữa rất cảm ơn anh chị em đã nghe video, hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.